Tính đến hết ngày 16 tháng 7 năm 2021, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã hoàn tất cả thủ tục gửi thông báo đến hơn 375.000 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng hơn 11 triệu lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 khoảng 4.322 tỷ đồng. Giảm thời gian giải quyết hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục, đa dạng hình thức nộp hồ sơ, tăng cường giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, làm thêm giờ. Đó là những giải pháp đang được ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện để kịp thời đưa các chính sách hỗ trợ thiết thực của chính phủ đến người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.